Chào tất cả các bạn. Liên minh sư tử Mapogo là một nhóm sư tử được Nam Phi kiểm soát vùng Sabistan trong vườn quốc gia Kruger. Liên minh này trở nên khét tiếng vì uy quyền và sức mạnh đáng sợ của chúng trong việc tiếp quản và thống trị một khu vực rộng khoảng 70.000 hecta. Hãy cùng Hasirius tìm hiểu những câu chuyện thú vị về chúng nhé. Người ta tin rằng liên minh Mapogo đã giết hơn 100 con sư tử và sư tử con trong vòng hơn một năm. Số liệu thống kê có thể cao hơn nếu chúng bao phủ các lãnh thổ rộng lớn như vậy. Vào thời đỉnh cao, liên minh bao gồm 6 con đực là thủ lĩnh Makulu, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinky Tail và Mr. T. Liên minh Mapogo có nguồn gốc từ vùng Malamala. Liên minh này ban đầu thuộc đàn sư tử Airfield hay đàn sư tử Sparta. Chúng chuyển đến khu vực phía Tây vào năm 2006. Những con sư tử Mapogo đã theo một xu hướng gần đây trong khu bảo tồn Sabistan, đó là thành lập các siêu liên minh sư tử đực. Năm anh em của liên minh Mapogo được sinh ra bởi một siêu liên minh tương tự của năm con sư tử đực khác. Với mục đích thống trị khu vực, 6 con sư tử đã giết khoảng 40 con sư tử khác, bao gồm nhiều con non, con cái và con đực trưởng thành. Con đực Mapogo già nhất là Makulu, được cho là không có quan hệ huyết thống với 5 con sư tử đực còn lại. Trong quá khứ, đàn sư tử Sparta ban đầu đã mất đi một con đực trẻ từ 20 đến 21 tháng tuổi vào thời điểm tháng 5 đến tháng 6 năm 2000. Đến tháng 7 năm 2000, Makulu là con đực cùng độ tuổi đã gia nhập vào đàn như một sự thay thế. Kết quả là Makulu có kích thước lớn hơn những người anh em đồng loại của mình một cách tự nhiên. Mặc dù không được những con sư tử cái sẵn sàng chấp nhận, những con đực ở phố Tây vẫn khoan dung và không giết nó. Mặc dù thông thường những con đực cùng tuổi với nó mà xâm nhập sẽ bị đuổi đi hoặc bị giết. Các chuyên gia ở vùng này tin rằng một lý do có thể khiến nó được chấp nhận vào đàn là vì nó có thể là con của một trong những con đực phố Tây và một con sư tử cái khác từ một đàn khác, do đó khiến nó trở thành anh trai cùng cha khác mẹ của những con sư tử Mapogo đực trẻ hơn. Trong những tháng đầu tiên của năm 2006, 5 con sư tử đực trẻ và Makulu đã rời đàn Sparta ban đầu. Bây giờ chúng phải chiến đấu cho chính mình. Nhưng bằng cách gắn bó với nhau, chúng đã tăng cơ hội sống sót. Trong thời gian sinh sống với đàn cũ, những con sư tử đã học cách trở thành những thợ săn thành công. Khi lớn lên về kích thước và kinh nghiệm, chúng có thể hạ gục những con mồi lớn như hà mã, tê giác non và thậm chí cả hươu cao cổ. Theo Dave Salmoni, việc hạ gục thành công trâu rừng là chìa khóa thành công của chúng. Trong các cuộc săn trâu, Kinky Tail còn gọi là Saka và Mr. T còn gọi là Satan thường hung hãn hơn trong việc hạ gục trâu. Sự trỗi dậy của liên minh Mapogo. Cuộc chiến giành địa bàn đầu tiên của liên minh Mapogo là vào năm 2006 với đàn Ottawa. Những con sư tử Mapogo tiến vào vùng Sabistan phía Bắc, nơi được cai trị bởi 4 con đực thống trị. Ngay lập tức khi đến nơi, Mapogo đã giết được một trong những con đực và 3 con đực còn lại bị đuổi đi. Khi sư tử đực của đàn Ottawa bị xua đuổi, 3 sư tử cái và 11 con sư tử con vẫn còn lại. Do bản năng tự nhiên của sư tử đực, 6 con Mapogo nhanh chóng tìm và giết tất cả 11 con non. Ngoài ra, Mr. T thậm chí còn ăn thịt một số con non, mặc dù hành vi ăn thịt đồng loại ở sư tử là không phổ biến. Với việc tất cả các đối thủ bị loại bỏ, Mapogo đã kiểm soát thành công 8 đàn sư tử. Chúng là liên minh con đực thống trị của Sabistan và đã giết hơn 100 con sư tử từ các đàn lân cận trong thời gian cai trị của mình. Chia rẽ trong liên minh Mapogo. Mặc dù thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn, liên minh Mapogo không hoạt động trơn tru do sự cạnh tranh nội bộ. Nhiều cuộc ẩu đả thường xảy ra giữa thủ lĩnh Makulu và Mr. T. Một cuộc đụng độ gay gắt sau đó đã xảy ra giữa Mr. T và Makulu. Trong đó, Makulu cố gắng tóm lấy và cắn vào chân Mr. T và giành chiến thắng trong cuộc chạm trán. Sau cuộc chiến này, người ta quan sát thấy rằng Mr. T và Kinky Tail đã tách khỏi 4 người anh em của chúng và tiến về phía đông để kiểm soát phần phía bắc của lãnh thổ. Mr. T và Kinky Tail sau đó được nhìn thấy tuần tra và canh gác lãnh thổ trong 2 năm, cố gắng chiến đấu chống lại những con sư tử đối thủ khác. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2010,
Một liên minh gồm 5 con sư tử được tên là Mazin Island tiến vào lãnh thổ Mapogo để chiếm lấy bầy. 5 con đực đã đánh dấu mùi hương và gầm rú ầm ĩ gần lãnh thổ của Mapogo. Trong một cuộc săn trâu, Kinky Tail và Mr. T đã cách ly được con nhỏ nhất trong số những con đực Mazin Island đang theo dõi và bắt đầu truy đuổi nó. Ngay sau đó, chúng bắt được kẻ xâm lược. Mr. T cắn vào cổ con đực trẻ. Kinky Tail thì xé toạc vùng bẹn, gây rách và chảy máu. Con đực Mazin Island cố gắng chống trả. Cuối cùng, Kinky Tail và Mr. T đã bẻ gãy xương sống của con sư tử Mazin Island thứ 5 này. Nó bị bỏ lại và chết vài giờ sau đó. Cái chết của Kinky Tail. Cùng đêm đó, một đoàn làm phim đã chứng kiến 4 con sư tử Mazin Island trẻ còn lại đang di chuyển. 2 con trong số chúng đã tiếp xúc với Kinky Tail. Kinky Tail ngay lập tức lao vào truy đuổi, dù nó chỉ có một mình. Chúng chạy trốn còn Kinky Tail đuổi theo sau. Nhưng 2 con sư tử Mazin Island còn lại đã bất ngờ chạy đến phía sau Kinky Tail. Không sợ hãi bất cứ điều gì, Kinky Tail đã tự mình tấn công cả 4 con này. Cuối cùng, trên một con đường đất, dưới một đám mây bụi, 4 con Mazin Island đã hạ gục Kinky Tail. 4 con đực ngay lập tức bắt đầu cắn xé Kinky Tail. Một con sư tử cắn vào cổ, một con khác cắn vào lưng, con thứ 3 cắn tinh hoàn và cơ quan sinh dục của Kinky Tail. Những con Mazin Island đã bẻ gãy cuộc sống của Kinky Tail, khiến nó bất động và không còn cơ hội sống sót. Mr. T cuối cùng đã đến, nó cố gắng giải cứu và chống lại Mazin Island, nhưng bị áp đảo và buộc phải bỏ chạy. 2 con Mazin Island cố gắng theo dõi Mr. T, nhưng không thành công và quay trở lại để giết Kinky Tail. 4 con sư tử đã bắt đầu ăn gần hết 2 chân sau và toàn bộ đuôi của Kinky Tail. Người ta thấy nó chút hơi thở cuối cùng khi bị ăn thịt. Trong lúc xô xát, Mr. T lại tìm cách cứu người anh em mình. Tuy nhiên, do vẫn bị thương từ lần chạm trán trước, nỗ lực của nó đều vô ích. Và nó một lần nữa bỏ trốn. Liên minh Mazin Island chiếm lấy lãnh thổ và đàn của 2 con sư tử bại trận. Sau sự kiện này, Mr. T đã quay trở lại với phần còn lại của liên minh. Nó đã không tham gia phối giống ở khu vực Singita và tiến hành giết tất cả các đàn con ở khu vực phía Tây. Điều này khiến nó có biệt danh là Satan. Trong 3 năm tiếp theo, 2 thành viên khác của liên minh biến mất không dấu vết là Skor và Rasta. Cái kết của triều đại Mapogo. Cuối cùng vào năm 2012, liên minh Southern mạnh mẽ đã đụng độ liên minh Mapogo một lần nữa và lần này chúng đã có lợi thế. Mapogo chạy rút lui về vùng đất Savannah. Để xây dựng lại sức mạnh của mình, chúng đã săn bắt đàn trâu lớn trong khu vực. Trong một lần giết trâu như vậy, liên minh Southern đã tìm cách di dời liên minh Mapogo. Những con đực của liên minh Southern đã tắt được Mapogo và đuổi theo Mr. T. Cuối cùng, chúng cũng bắt được nó trên đường cắt Mackenzie gần ranh giới phía tây của Savannah. Một con sư tử Mapogo không thể sánh được với 4 con đực trẻ tuổi của đàn Southern. Chúng khiến nó bất động bằng cách cắn vào xương sống và sau đó tiến hành xé xác Mr. T. Sau cái chết của Mr. T, những con sư tử Mapogo cuối cùng còn lại là Makulu và Pretty Boy phải rời khỏi lãnh thổ của chúng đến Selatit, chiến đấu với một liên minh của 2 con đực vùng Kruger là Freddy và Limper để chiếm lãnh thổ, nhưng đã bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ của 2 con đực này. Một trong những con đực Kruger là Limper sau đó đã chết do vết thương gây ra từ Makulu. Makulu và Pretty Boy đã được nhìn thấy vào năm 2012 đang ở cạnh nhau, đi vào công viên quốc gia Kruger qua cánh cổng của Paul Kruger. 2 con đực này được nhìn thấy một lần nữa đang ăn thịt trâu vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm 2012. Vào tháng 1 năm 2013, Makulu được nhìn thấy lần cuối đang ở một mình tại Malamala, lân cận xào huyệt cũ của nó, tức khu bảo tồn Sabisen. Tại thời điểm này, nó đã gần 15 tuổi và đã vượt quá tuổi thọ trung bình của sư tử đực. Triều đại Mapogo chính thức kết thúc. Daniel Guetas đã đạo diễn bộ phim tài liệu Brothers in Blood, The Lions of Sabisand, được phát hành vào năm 2015 tại Anh.
Bộ phim tài liệu đã tóm tắt khoảng thời gian 16 năm của sự trỗi dậy và cuối cùng là sự sụp đổ của Liên minh Mapogo. Phim tài liệu được phát sóng dưới dạng một loạt 8 tập tại Hoa Kỳ trên kênh Animal Planet. Nếu các bạn yêu thích khám phá động vật, hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé. Video hôm nay của kênh sẽ dừng lại tại đây. Xin chào, tạm biệt.